Dũng chính thức lên tiếng sau khi bị Lê Lộc từ chối tại Người Ấy Là Ai. Vừa qua, người hâm mộ đã liên tục bàn tán trước màn tỏ tình yêu thương của diễn viên hài Tuấn Dũng dành cho Lê Lộc tại Người Ấy Là Ai. Sự việc sẽ không quá ồn ào nếu như con gái Lê Giang nhận lời tỏ tình và cả hai tiến đến với nhau. Tuy nhiên, sự chân thành của anh đã không thuyết phục được đối phương. Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong giây phút Tuấn Dũng bị từ chối. Mới đây nhất, nam chính của câu chuyện này đã có những chia sẻ chính thức giữa những lời yêu thương, đồng cảm và cả sự lo lắng của khán giả. Tuấn Dũng tâm sự: "Trời hỡi ôi, Người Ấy Là Ai hôm qua mới được coi lại. Hát hay quá trời mà bả loại tôi. Chỉ có điều đứng hơi lâu nên mỏi, thấy hơi không đều chút thôi. Xin thú thật là cả hai đứa em đều không hề bật vô âm tín mà vẫn bật điện thoại âm thầm gọi nhau. Và lời lẽ của cả hai đều không hề có sự mâu thuẫn gì, ngược lại còn hề hơn trước. Nếu được mua tặng anh trai dầu được không? Bữa quay đứng lâu đến giờ đau chân quá. Ngại inbox nha, anh thích dầu cù là." "Dạ, vì tại tính em ít lên Facebook, với mấy nay bận việc nên không online nhiều. Chứ không phải em buồn phiền gì đâu nhé mọi người. Dạ, cả em và bé Lộc vẫn đang rất ổn." Nam diễn viên còn rất hài hước khi dùng hình ảnh giấy chứng minh thư của mình để minh chứng với khán giả rằng mình vẫn rất yêu đời, thoải mái. Đồng thời, Tuấn Dũng hé lộ cả hai sẽ cùng đi diễn kịch với nhau vào ngày 28 tháng 6, nên giữa họ không có mâu thuẫn, e ngại gì như một số người đang nghĩ. Dù cả hai không đến được với nhau và xuất hiện nhiều sự tiếc nuối, nhưng ở một góc nhìn khác thì tình cảm cần được làm theo trái tim mách bảo. Nhân vật chính có lý do riêng và cần được tôn trọng. Bên cạnh đó, Tuấn Dũng khiến đông đảo khán giả quý mến anh hơn vì cách nam diễn viên thể hiện cho thấy rõ mình là người đàn ông chân thành. Cụ thể, anh chấp lấy cơ hội để bày tỏ tình cảm với người phụ nữ mình yêu, quan tâm, chăm sóc và cố gắng tạo sự an toàn cho đối phương, khẳng định mình không muốn làm bạn nhưng tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ. Đến kết cục, anh vẫn mong cô gái của mình thoải mái với những gì cô ấy hành động.